kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Ngày hôm nay, ngày đầu tiên của năm mới 2022, thời tiết các khu vực trong toàn tỉnh Lai Châu nhìn chung trời có nhiều mây, không mưa, có sương mù vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng, trời rét, vùng núi cao thì rét đậm, rét hại, gió nhẹ. Nên nhiệt độ phổ biến dao động là từ 12 đến 23 độ, vùng núi cao từ 10 đến 13 độ. Về đêm thì nhiệt độ sẽ xuống thấp, đặc biệt là ở vùng núi cao, trời rét đậm rét hại sẽ gây ảnh hưởng đến đàn vật nuôi. Bà con nhân dân lưu ý là không thả rông châu bò khi nền nhiệt độ xuống thấp, che chắn chuồng trại thật cẩn thận để tránh gió lùa, tránh để nền chuồng trại ẩm ướt, chủ động dự trữ chất đốt để sưởi ấm, dự trữ rơm rạ, cỏ khô, phụ phẩm nông nghiệp để tăng sức đề kháng cho đàn gia súc và thực hiện tiêm phòng đầy đủ cho đàn vật nuôi định kỳ. Chúng tôi sẽ thông tin kịp thời và thường xuyên về các đợt rét đậm rét hại trên bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu để bà con nhân dân được biết không chủ quan và chủ động phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi. Còn bây giờ sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong toàn tỉnh Lai Châu. Tại khu vực thành phố Lai Châu, nền nhiệt độ dao động trong khoảng từ 12 đến 16 độ, độ ẩm từ 80 đến 95%. Khu vực của huyện Mường Tè có nền nhiệt độ dao động trong khoảng từ 15 đến 23 độ, độ ẩm 70 đến 95%. Tại khu vực huyện Sìn Hồ có nhiệt độ thấp nhất trong toàn tỉnh, dao động trong khoảng là từ 10 đến 13 độ và độ ẩm 85 đến 95%. Đến với khu vực của huyện Than Uyên, tại đây có nền nhiệt độ từ 13 đến 18 độ và độ ẩm 75 đến 98%. Khu vực của huyện Nậm Nhùn có nền nhiệt độ từ 15 đến 23 độ và độ ẩm từ 70 đến 95%. Đến với khu vực của huyện Tam Đường, tại đây có nền nhiệt độ từ 13 đến 18 độ và độ ẩm 75 đến 98%. Và huyện Tân Uyên cũng có nền nhiệt độ tương tự, dao động trong khoảng từ 13 đến 18 độ và độ ẩm 75 đến 98%. Cuối cùng là huyện biên giới Phong Thổ, tại đây nền nhiệt độ dao động trong khoảng từ 15 đến 23 độ và độ ẩm từ 70 đến 95%. Trên đây là phần dự báo chi tiết các khu vực trong toàn tỉnh Lai Châu trong đêm nay và ngày mai. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị một năm mới an khang, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.